Hello, what's up? Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với Blockchain Gamer. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày thứ tư trong ngày mà chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ là Fuigeri Barbecue Cash, để chúng ta sẽ lấy một vật phẩm có tên là Key of Success, là một vật phẩm vô cùng quan trọng trong cái con game này nha các bạn nhé. Vậy thì bây giờ từ trung tâm thành phố chúng ta sẽ đi tới quán rượu The Drunken Goose. Chúng ta sẽ vào đây để gặp ông Phi Gary. Rồi, chúng ta sẽ lên gặp Phi Gary để nhận nhiệm vụ cuối cùng nha các bạn nha. Nhiệm vụ 4 có tên là Galactic Grill Barbecue. Rồi, chúng ta sẽ phải đi mua những cái vật phẩm cho ông này. Đó chính là 5 cái Starry. 5 cái Starry. Rồi các bạn cứ chuẩn bị khoảng hơn 40.000 cho mình. Giờ mình đã có 47.000 nha các bạn nhé. Để xem tí nữa mua hết xem là bao nhiêu tiền. Rồi, chúng ta sẽ đi lên đây để mua 5 cái Starry nha các bạn nhé. Chợ bữa này đông quá, quá đông, chật chội. Starry. Đây, Starry. 5 cái Starry. Đây, chúng ta sẽ mỗi cái một cái. Hơi đắt nha. Các bạn nhớ là mình đang có 47.000 nha các bạn nhé. Để xem mua hết xem nó còn lại bao nhiêu tiền. Rồi, tí nữa chúng ta sẽ lấy cái key of success. Chúng ta sẽ đi mở cái cửa trong thư viện xem sẽ có cái gì ở trong đó nha các bạn nhé. Cái này đắt này, 21.000, không biết còn đủ tiền nữa không biết. Và cái cuối cùng 3.000, hy vọng là còn đủ tiền. Rồi, vừa rồi mình đã mua xong 5 cái đây nha các bạn nhé. Mình đã mua xong 5 cái Starry. Đây, Starry là đồ chiên xào gì đấy, chắc đồ chiên. Và mình còn 7.000, như vậy là mình đã mất đâu đó là 40.000 cho cái nhiệm vụ này nha các bạn nhé. Rất là nhiều tiền đấy. Đấy, thì các bạn cũng có thể để dành tiền để chúng ta làm những cái nhiệm vụ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi quay lại để trả cho Phi Gary thôi nha các bạn nhé. Và đi vào trong quán rượu, liếc qua thử xem là cây đã mọc ra chưa, nhưng cây chưa mọc. Vậy thì mình sẽ chặt sau. Rồi, chúng ta sẽ đi lên trả nhiệm vụ Figari 4 và để lấy phần thưởng. Rồi, chúng ta đã nhận được một key to success nha các bạn nha. It's killer. Rồi. Nói rất là nhiều thứ. Không biết là sau này có còn nhiệm vụ nào khác nữa không? You is wisely, my friend. Is you is wisely. Dùng nó một cách thông thái nhé. Rồi, hình như cái này chỉ dùng được một vài lần thôi các bạn ạ. Rồi, xong rồi. Mình đã trả xong nhiệm vụ rồi nha các bạn nha. Đây, Figari Barber Quest Garlic Grill Barbecue. Và bây giờ mình đã có trong tay cái chìa khóa vàng Key to Success này rồi các bạn nhé. Rồi, thì giờ chúng ta sẽ đi thử nghiệm cái Key to Success này có thể làm được cái gì. Thì mình đã nghiên cứu qua ở cái kênh này, cũng là một cái kênh về Pixel ở nước ngoài. Thì lần trước họ đã sử dụng cái Key to Success này để họ chế cái chế con pet nha các bạn nha. Đó. Và không biết là sau khi chế xong thì cái key này nó cũng không bị mất đâu nha các bạn nha. Rồi mình nhìn thì là không bị mất. Như vậy chúng ta có thể sử dụng nó nhiều lần. Đó. Từ trung tâm thành phố thì chúng ta sẽ đi xuống thư viện. Hiện tại thì chưa có min cái gì ra, nhưng mà sau này chắc chắn là sẽ có min pet những cái đợt tiếp theo nha các bạn nha.
sau khi min pet xong thì giá của nó đã tăng lên rất là nhiều. Thế nên là sau này chúng ta cũng có thể min để chúng ta bán ở trên chợ Ronin. Đây, chúng ta có thể đi vào trong đây này, bằng cái key này. Chúng ta sẽ mở cửa ra. Xem có mất key không? À, may quá không mất key. Rồi, chúng ta sẽ đi vào trong đây, chúng ta sẽ thấy thanh niên Bani đang nhảy múa ở đây. You crack open the door. What key of success? Good on ya. Where from that the million pixel question? Trả lời câu hỏi. Rồi. Mất 500 pixel thì sẽ min được một con pet. Rồi, tức là khi mà lần trước là min pet là 24 giờ và tối đa là 300 con nha các bạn nhé. Thì chắc là giờ sẽ không không min được nữa rồi. Đó. Chúng ta có thể đi lên đây. Và đây chúng ta nhấp vào cái này xem. Marketplace này. Nó có marketplace của con pet đấy. Để xem là pet hôm nay bao nhiêu tiền nào. Use key or coupon. Mình sẽ bỏ vào đây thử xem nào. Min a new pet for 500 pixel. Nhưng mà mình không có đủ tiền nha các bạn nhé. Với lại hình như giờ không có đợt nữa rồi. Nếu mà có đợt thì người ta đã đi đến đây để người ta mua rất là nhiều rồi. Và xem chúng ta xem pet này. Pet mà 500. Hồi đấy là họ min mất 500 pixel. Pixel là 0.73, 0.7348 mà nhân cho 500 367. 367 thì ở đây pet cũng tầm tầm đấy, có khi còn rẻ hơn nữa nha các bạn nha. Vậy thì thực ra là min ra xong rồi bán ở những ngày đầu thì nó sẽ ok hơn. Đó. Thì hiện tại pet chúng ta có thể lên chợ mua được rồi, cũng không nhất thiết phải là tự min. Nhưng mà sắp tới thì có thể là họ sẽ cho chúng ta min những cái khác, và nếu mà min xong mà đưa ngay lên chợ bán thì cũng sẽ được rất là nhiều tiền nha các bạn nha. Thì cái key to success này rất là lợi hại, chúng ta hãy cố gắng dành nó để chúng ta làm những nhiệm vụ ở trong mở rộng ở trong cái game này, để nhận thấy những cái sản phẩm, để nhận lấy những cái sản phẩm nó cực kỳ mới mẻ trong cái game này nhé. Vừa rồi thì mình đã làm các cái nhiệm vụ Figeri để chúng ta lấy được cái key to success để làm những cái nhiệm vụ và những cái sự kiện mới trong game. Nếu như các bạn nào thấy hay thì hãy dành cho mình một like, một subscribe để ủng hộ cho Blockchain Gamer. Và nếu mà để các bạn cũng muốn lấy cái key to success này thì các bạn hãy làm theo series 4 tập những cái nhiệm vụ mà Figeri Barber Quest mình có để ở phía dưới phần mô tả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye.